안녕하세요, Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren Hôm nay mình sẽ cùng nhau học phần số 5 của tiếng Hàn giao tiếp qua phim 1.000 cộng Phần này cũng gồm có 25 câu Ừ, 26 câu Phần này 26 câu lần mọi người Mong là sẽ giúp ích cho mọi người nha Trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha Bắt đầu nha mọi người like như nha. Bắt đầu nha mọi người 물어봤잖아요. 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 Tôi đã hỏi rồi mà. Ở đây mình có cái ngữ pháp đuôi câu tính từ động từ bỏ tà ra. Mình sẽ thêm với thanh thà. Mang nghĩa là chẳng phải là cái gì đó. Chẳng phải, gì đó chẳng phải là gì đó hoặc là chẳng phải là gì đó sao. Hoặc là mình có thể dịch là mà. Thì thường mình áp dụng khi á người ta đã biết chuyện đó rồi mình cũng biết chuyện đó và mình hoặc là mình nghĩ là người ta biết chuyện đó và mình nói lại cho người ta biết gọi lại nhớ cho người ta thì lúc này mình dùng ngữ pháp này ha ví dụ như trong trường hợp mình đã trả tiền cho nó rồi mà nó cứ hỏi mà hỏi mình hoài à không phải là mình đã trả tiền cho bạn rồi sao rồi mình đã ví dụ như đã nấu cơm rồi mình kêu, em cứ hỏi hoài em nấu cơm chưa em nấu cơm chưa chẳng phải là em nấu cơm rồi sao em đã nấu cơm rồi mà ý vậy biết mình đã nấu cơm rồi mới hỏi hoài à em đã nấu cơm rồi mà vì trong trường hợp này á mù ra này rồi hỏi hoài luôn không có chuyện gì đó hỏi hoài cái kiểu đã hỏi rồi mà tôi đã hỏi rồi mà mù này này hoặc là mình dễ hơn ví dụ như là em em đã hỏi uh, uh, bạn em là hôm nay có rảnh không em đã hỏi rồi mà hồi nãy hỏi rồi mà giờ hỏi nữa <laughs> sao mà nói hoài vậy á ý là thường hợp á sao nào sao nào ô này nó hơi hơi đi kèm cái sự mà không vui hỏi hoài giống gì pura em đã hỏi rồi mà chẳng phải là em đã hỏi rồi sao sao anh hỏi hoài vậy tưng hơi hơi một chút chá tưng trong này ha hơi hơi không có vui á à o phụ tà mình kèm cái ngữ pháp động từ thử làm gì đó hoặc làm gì đó lần đầu à o phụ tá khuyên ai đó nên làm gì đó cũng được có nghĩa là thử làm gì đó hoặc là làm cái gì đó không mình làm lần đầu và từ gốc của mình là từ mụt tà mới nghĩa là hỏi nha một tờ ở đây là hỏi nó có phật nó là chữ tờ thì mình sẽ nhớ ngay ra là bất quy tắc của phật là chữ tờ phật là chữ tờ mà theo sau nó là những cái ngữ pháp mà có nguyên âm là tất cả các nguyên âm thường là tất cả các nguyên âm tức là những cái mà bắt đầu bởi chữ ngờ ngữ pháp của mình là ao theo sau nó là ngữ pháp ao nó có chữ ngờ thì lúc này chữ tờ sẽ bị biến thành chữ r rồi mới chia ha nên lúc này 묻다 cũng mình sẽ biến thành 물 물어 봤잖아요 tôi đã hỏi rồi mà 부담 가진 거 없어요 부담 가진 거 없어요 부담 가진 거 없어요 부담 가진 거 없어요 không có gì phải ngại đâu ví dụ như là mình ở trong trường hợp mình tới nhà người ta chơi á cái xong mình tặng người ta cái một cái món quà giống như là lần đầu tiên mình tới nhà thì thường người hàng hay tặng đồ Ừ, nói chung đồ khăn giấy hay là bột giặt những cái món thường hay dùng trong nhà ví dụ bữa đó mình không biết mình mua quá trời đồ tới luôn cái trời ơi cần gì phải mua nhiều như vậy làm em ngại quá à. thì lúc đó thủ tâm có thể nói ha không có gì ngại đâu là, à, mình cho người ta cái gì đó hoặc là mình thể hiện cái tình cảm của mình mà người ta thấy uh, nó hơi hơi không có bằng không có nó hơi quá như bình thường á, uh. người ta hay nói là ôi ngại quá à. Thì lúc này 부담 같은 거 없어요. tam là cái gánh nặng hoặc là cái điều gì đó làm cho mình cảm thấy mình nặng gánh nặng lòng á. 가지다 mới nghĩa là có, sở hữu, có cái gì đó. Thì đây nó là động từ, theo sau nó là ngữ pháp in danh từ, nó là định ngữ ha, dịch uh. từ đuôi lên danh từ nhiên mình sẽ dịch là mà mà hành động gì đó. Rồi ở đây danh từ của mình là kho cái việc gì đó Cái việc mà ngại thì 없어요. Không, không nên bạn không cần ngại ha. Thì lúc này trong tiếng Hàn mình sẽ dịch là không có gì ngại đâu. 부담 가진 거 없어요. 부담 가진 거 없어요. 또 시작이다. 또 시작이야. 또 시작이야. 또 시작이야. Lại bắt đầu nữa rồi đó. Ví dụ hay lãi nhãi nó hoài đó hoài hôm nay lại bắt đầu nữa rồi đó. mới về tới nhà đã lãi nhãi rồi tu si chắc kìa tu si chắc kìa tu mang nghĩa là lại si chắc là bắt đầu tức là lại bắt đầu rồi đó cái đuôi của mình mình sẽ đi với cái đuôi là ha danh từ có bà chim thêm y già không bà chim mình thêm già ở đây là ngữ pháp là trong sử dụng trong thân mật nếu mình muốn dùng dùng trong trường hợp lịch sự thì mình thay lại y già có bà chim thì mình thay là y e y. 마 à không bà c 이 i m 또 시작이에요. 또 시작이에요. 또 시작이에요. l 바 i 오 ắ t 라 내일 들어가서 연락할게. 내일 들어가서 연락할게. 내일 들어가서 연락할게. 내일 들어가서 연락할게. 마이 또브이이 v 또 셀링 i tôi sẽ mình đang đi công tác đi rồi uh, bạn mình ở quê á nó nói chuyện về công việc với mình á cái mình kêu ừ mai tao về rồi tao sẽ liên lạc cho mày để ngày mai thứ đo cả thà. đi về nơi nào đó hoặc là đi vào nơi nào đó ví dụ như mình đang ở ngoài vì ô thứ là đi vào trong nơi đó mình đang ở nơi công tác mình đi về nhà thứ đo cả thì lúc này mình mai tôi về để thứ đo cả mình có cái ngữ pháp nối ở giữa đây Nó là ngữ pháp tính từ động từ so Thường thường mình có tính từ động từ so Nghĩa đơn thuần của nó là vì Vì cái gì đó phía trước Nên cái vế ở phía sau Tuy nhiên khi mình sử dụng trong Đối với trường hợp của động từ không Và nó mang nghĩa là làm cái hành động phía trước Rồi làm hành động phía sau Nó mang nghĩa liệt kê hai hành động à. Thì lúc này mình sẽ dịch với nghĩa là rồi à. Mai tôi đi về rồi 연락할게, 연락할게. Ở đây mình có 연락하다, lưu ý ha. À? Bà chim chữ cờ, theo sau là chữ hờ. Thì chỗ chữ hờ này mình sẽ đọc là chữ khờ ha. Và bà chim thì mình không đọc nữa. 연락할게, nó mang nghĩa là liên lạc. 을, 리을 động từ có bà chim thêm 을, không bà chim. Thêm chữ riêng là bà chim cho nó và thêm kề dù Mang nghĩa là sẽ làm hành động gì đó. Người nói sẽ hành động gì đó. Tôi sẽ Mai nghĩa là ý định hoặc là hứa hẹn. Đi, tôi đâu khả so, giờ Mai tôi về tôi sẽ liên lạc. Cứ nhang, để cả á ra so khai kiểu. Cứ nhang, để cả á ra so khai kiểu. Cứ nhang, để cả á ra so khai Tôi tự đi là được rồi. Ví dụ như, uh, tôi sẽ chở bạn đi. Uh, tôi sẽ đưa bạn đi tôi sẽ làm gì đó tôi bắt xe cho bạn đi à, không 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 tôi tự đi được rồi cứ nha à, cứ chỉ cái gì đó cứ 내가 à, để ra à ra sao để ra tôi à ra sao à, tôi biết à ra sao? rồi tôi khá ta là đi rồi ư riêng là sẽ tôi tôi tự biết rồi tôi sẽ đi thì tiếng việt mình nói đơn giản thôi vậy tôi tự đi là được rồi à cứ để ra à ra sao khải kêu để à ra sao 비행기표 확인해 보고 문자 남겨요. 비행기표 확인해 보고 문자 남겨요. 비행기표 확인해, 비행 확인해 보고 문자 남겨요. Kiểm tra vé máy bay rồi để lại tin nhắn cho tôi nha. Trường hợp này thì là trường hợp ví dụ như là uh, mình chuẩn bị mình bay cái người ta nói ờ, uh, mai em sẽ ra em đón anh á. Đó. Anh kiểm tra vé máy bay rồi anh anh nhắn tin lại cho em nha. 비행기표 ghi phiếu, hoa hệ ở đây mình có hai vé ha. ghi pyo, vé máy bay. ghi là cái máy bay á, còn cái pyo này là cái vé ha. ghi pyo, vé máy bay. Hoa hà tả, kiểm tra, xác nhận. Mình có cái ngữ pháp hồi nãy có nói, đó là ngữ pháp động từ ao phụ tà. Mà nghĩa là thử làm gì đó. Làm cái gì đó lần đầu ha. Tôi thử kiểm tra lại cái vé máy bay rồi. Munja, Munja là tin nhắn, đậm kia ta để lại. Thì trong trường hợp này, là trường hợp cái người cái người cái người ta nói với cái người khác là kiểm tra máy máy bay rồi để tin nhắn lại cho tôi lúc này có thể dùng đuôi vô và lên giọng một chút thì nó cũng mang nghĩa là mệnh lệnh ha thế là bạn hãy kiểm tra lại tin nhắn kiểm tra lại vé máy bay rồi nhắn tin cho tôi nha. 문자 남겨요. 문자 남겨요. Kiểm tra lại vé máy bay rồi để lại tin nhắn cho tôi nha. 몇시 비행기인지 알려주세요 đi? Xin cho 비행기인지, 알려주세요. 몇시 비행기인지 알려주세요. Hãy cho tôi biết máy bay mấy giờ. Hãy cho tôi biết bay Tức là, ô, oh, kiểm cho máy bay rồi cho là, máy bay mấy là, bay rồi cho tôi biết là, oh, máy bay bay lúc mấy giờ. Hãy người Pháp là, cho biết là, ư máy mang nghĩa là, Hãy 알려주다 cho biết rồi mình có danh từ 인지 알려주다. 주다. 하이저빅 락을 잃어. 그게 몇시 비행기인지? 몇? 몇? 렇면 이는 마이하시일 여. 비행기. 마이바이. 마이바이 마이여. 몇시 비행기인지? 알려주세요. 픽업을 나가죠. 픽업을 나가죠. 픽업을 나가죠. 픽업을 나가죠. 또 ra đón chứ Tức là cho tôi biết mấy máy bay là bao nhiêu giờ đi tôi sẽ ra đón bạn pick up nagata pick up nagata pick up đó Mày nghĩa là pick up của tiếng anh ha tức là đưa đón á pick up rồi nagata đi ra đi ra đón pick up nagata rồi chỗ chứ Ngữ pháp chỗ ha chiếu tính động từ bỏ tà thêm chiếu viết tắt lại là chỗ pick up nagata 픽업을 나가죠. 뚜라렁 득. 내일이면 본다. 내일이면 본다. 내일이면 본다. 나이 마야 라디오 갑로. nếu mà là ngày mai là mình được gặp rồi ví dụ như mình đang rất là mong gặp cái người uh, diễn viên đó hoặc là rất là mong gặp cái cô uh, giảng viên đó và ngày mai là mình được gặp rồi lúc này mình hồi hộp mình nói nè Irmian phụn đà nè ngày mai mình có cái ngữ pháp nếu là cái gì đó ha một cái danh từ có bà chim thì mình dùng với Irmian không bà chim mình sẽ đi với Iman mà nghĩa là nếu là nếu là nếu là ngày mai để Irmian Punta từ phu mới nghĩa là xem thấy nhìn và có nghĩa là gặp gỡ nữa nên lúc này là ngày mai là được gặp rồi ở đây đang sử dụng cái ngữ pháp ngữ pháp này nó thường dùng ở hai dạng thứ nhất là nó sử dụng trong văn viết khi mình viết văn tự viết báo hoặc là mình viết các đề thi topic dạng những cái câu mà viết á thứ hai mình sẽ sử dụng trong nói thân mật và đây là trường hợp động từ động từ có bà chim niên không bà chim thêm ninh tạ nó là thì hiện tại à Thường sử dụng khi bằng nói mình tự nói với bản thân mình hoặc là mình nói với người nhỏ tuổi. Đi đi mấy anh phụn tả, ngày mai là được gặp rồi. buổi à, quê ảnh nào á? Mỗi à, quê ảnh nào á? Mỗi à, quê ảnh nào á? Mỗi à, quê ảnh nào á? Gì chứ, sao lại không ra chứ? Ví dụ mình đang, mình đợi, đợi ngồi đợi nó, đợi lâu hay là lâu mà nó không ra. gì vậy? sao không ra? ý gì giống như kiểu việt nam vậy đó? mũi <laughs> à? gì vậy? Quế tại sao? ảnh à, theo sau là tính động từ, mới nghĩa là không cái gì đó. tại sao lại không? Đào tà là đi ra, tức là ra chỗ mình đang ở ha sao lại không ra chứ? có thể thêm vô để mình thêm phần lịch sử. mũi à? quê à? no à? quê ở đâu hả? 고객님의 전화기가 꺼져 있어요. 고객님의 전화기가 꺼져 있어요. 고객님의 전화기가 꺼져 있어요. Phần này mình trích trong cái câu mà khi mình gọi điện thoại cho ai đó mà người đó tắt máy á thì lúc này người ta cái nhân viên phát thanh nó sẽ có một cái phần ghi âm là 고객님의 전화가 꺼져 있어. 고객님 là quý khách e của 전화기 điện thoại k này là trợ tự của chủ ngữ ha. 꺼져 있다. Ở đây là bị tắt 삐뭐 고객님의 전화기가 꺼져있어. 另고 소리 이후 음성사성함으로 연결됩니다. 삐 소리 이후 음성사성함으로 연결됩니다. 소리 이후 음성사성함으로 연결됩니다. bạn sẽ được kết nối với hộp thư thoại sau tiếng bíp. Ở đây mình sẽ có Pi Suri so tiếng pi bí, tiếng bíp, ifu danh từ cộng ifu phu, mà nghĩa là sau cái gì đó hả? Sau tiếng bíp, Pi Suri so ifu um phu, son sa so ham. Um son sa so ham là hộp thư thoại ha. Ưm um son cái này là âm thanh tiếng. Ưm um son sa so ham, cái hộp thư thoại. Nè, euro bằng 연결되다. 연결. 연결되다. 링크트 혹은라켓 nối ạ. bạn sẽ được k t n 소리 이후 음성 사서함으로 연결됩니다. 라인윈 <목소리> 강화 이라나고객님의 전화기가 꺼져 있어. 비 소리 이후 음성 사서함으로 연결됩니다. 왜 이렇게 안 와? 왜 이렇게, 왜 이렇게, 왜 이렇게, 왜 이렇게 Sao lại không đến vậy chứ? Sao không lại không ra vậy chứ? Giống như cái câu hồi nãy thôi. Quế, tại sao? Ý như thế này. Ản không. U ta là đến. Tại sao lại không đến như vậy chứ? Đờ hoài mà không thấy nó đến. này Thêm vô nó muốn lịch sử ha. Thà 어쩌면 이렇게 태평이야? 다들 어쩌면 이, 왜 이렇게 태평이야? 다들 어쩌면 왜 이렇게 태평이야? 모왜 이렇게 평온해? 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 모든 사람 이렇게 평온해? 모든 사왜이 평온해? 모든 사람 이렇게 평온해? 모든 사왜이 평온해? 모왜이 평온해? tại sao ở cho sao lại vậy đó sao lại vậy ha ở cho men mình có thể dịch là làm thế nào á làm thế nào mà bế tại sao ý đó như thế này thế phong thép là bình thản mọi người á làm sao sao mà lại có thể bình thản như vậy được thà đi ở cho men bế đó khế câu này mình dịch theo nguyên câu ha mình dịch tách tách ra từng câu trong tiếng việt mình sẽ bị dư nghĩa đó 다들 어쩌면 왜 이렇게 태평이야? 반찬 마음에 들지 모르겠네요. 반찬 마음에 들지 모르겠네요. 반찬 마음에 들지 모르겠네요. Không biết bạn có vừa, vừa ý với đồ ăn không, không biết bạn có hài lòng với đồ ăn không. Thì lúc này mình có 반찬 là đồ ăn, đồ ăn kèm mà음에 들다, hài lòng, vừa ý. Mình có cái ngữ pháp á, là ngữ pháp 이 모르다 chia lịch sự bộ tả không biết cái gì đó trong tương lai sẽ hoặc là phán đoán à không biết cái chuyện gì đó ở đây mình có là ngữ pháp neo tính từ động từ bỏ tà thêm neo nó mang nghĩa là cảm thán thôi à đưa cảm xúc cho nói panchan bà me thử tôi không biết bạn có vừa ý đồ ăn phụ không nữa 열심히 만들었으니까 맛있게 드세요 열심히 만들었으니까 맛있게 드세요. 열심히 만들었으니까 마시게 드세요. Tôi đã dùng tâm huyết nấu đó nên bạn hãy ăn ngon miệng. Ví dụ mình nấu đồ ăn cho người ta ăn, cái mình nói là trời ơi, em á, em là em dùng hết sức em nấu rồi đó. Uh, ăn ngon miệng nha. Giờ simi mang nghĩa là chăm chỉ, mạnh đưa mang nghĩa là làm hoặc là chế tạo cái gì đó làm ở đây mang nghĩa là quá khứ tôi đã làm rất là chăm chỉ tức là tôi dồn hết tâm huyết tôi làm tôi cấm cuối tôi làm rồi ư mình có động từ có bà chim ư không bà chim thì thêm là nica có thể sử dụng cho tính từ luôn ha mang nghĩa là vì cái gì đó nên vì tôi đã dồn tâm huyết làm rồi đó nên là ma ke thì sẽ tính từ cộng với k một cách ma shike một cách ngon miệng 뜨세요 용 하이용 열심히 만들었으니까 맛있게 뜨세요 또 라이온 담백 나오라는 맹하양 정영민 이에 농민 누구 침착하는 사람 없어 누구 침착하는 사람 없어 누구 침착하는 사람 없어 누구 침착하는 사람 없어 bạn không đoán ra là ai sao ví dụ như là à, cái người có ai đó tặng quà cho bạn nhưng mà kêu ủa cái này ai tặng vậy ta bạn không có đoán ra đứa nào tặng bạn hả? 누구 침착하는 chim chắc 없어 없어요 nếu muốn lịch sự ha à? không 사람 người nên mà chim chắc chim chắc mà nghĩa là đoán à 누구 ai tức là bạn không đoán ra ai vậy ai phải không bạn có không đoán ra ai hả 두부 침착하는 사람 없어? 누구 침착하는 사람 없어요? 은근히 서운하네. 은근히 서운하네. 은근히 서운하네. 은근히 서운하네. 뭐응냐 b 가 ồ n g h 은근히 cái 본... 은근히 화난다. c 화난다 rất là nổi điên nổi điên trong lòng nói chung là lửa ngầm á cái này uyên kia nhí sâu na đà, sâu na là buồn á, buồn mình buồn người ta người ta làm cái gì đó uh, người ta không có nghĩ đến mình cái mình buồn nếu <laughs> thêm vô nếu muốn lịch sự đây là đuôi cảm thán thôi uyên kia sâu nèo sâu tôi buồn lòng ghê nha buồn ghê á sốt siêu nè sốt siêu nè sốt siêu Xúc xua nè, hả dạ ghê á, tê hả dạ Ví dụ như là uh, nó làm gì có lỗi với mình á Cái mình chơi nó lại được cứu ví dụ vậy Trời thiệt là hả dạ mà Xúc ở đây là cái ruột, cái lòng của mình bên trong mà Xua ha ta, thoải mái uh, Thoải mái thì thường nó mang nghĩa là thoải mái, mát mẻ đó Tuy nhiên dành cho cái trường hợp mà nói về con người á Xúc xua nè, tức là hả dạ, thoải mái trong lòng ghê á mát trong lòng mát lòng mát ruột suốt siêu hơn nẹo chăng bạc du ga sao sao nghe 있어요. ít sẹo chăng bạc du ga sao sao nghe cô ít sẹo chăng bạc du ga sao sao nghe cô ngoài cửa sổ có ai đang chạy tới chạy lui chăng chăng ở đây là chăng môn cửa cửa sổ ha park ở <cười> <ông> <cười> <cử> <cười> <lui> đây <laughs> là bên ngoài ngoài cửa chăng bạc du ga ở đây là chủ ngữ có nghĩa là ai so so nghĩ ta là chạy tới chạy lui chung là cứ tới tới lui lui so so nghĩ ta cô sợ động từ cũng với cô sợ đang ngoài cửa có ai đó đang chạy tới chạy lui ví dụ mình đi đình ăn trộm gì đó chạy tới chạy lui tới chạy lui đình á chăng ba chú ga so so nghĩ cô sợ số gần khen chân nhá số gần Su khen nhá? Trong người không sao chứ? Ví dụ uống rượu quá trời luôn, ngày hôm sau trong người không sao chứ? người có sao không? Suôn, suốt là bên trong, bên trong, bên ruột của mình à. In ở đây là nhấn mạnh thôi, khen xanh thả, không sao, ổn. Rồi, cộng với nhá, tính từ, động từ, bỏ tà thêm nhá. Thường ở đây á, mình chỉ hỏi cái người mà bạn bè hoặc là người nhỏ tuổi hơn mình thôi ha. Su gần, khen chan nhá. 이거 먹으면 좀 낫대. 이거 먹으면 좀 낫대. 이거 먹으면 좀 낫대. 이거 먹으면 좀 낫대. Nghe nói là uống cái này là khỏe lên đó. có cái này một là ăn hoặc là uống ha. Tùy trong trường hợp. 으면 ngữ pháp 으면 có bà chim 으면 không bà chim 면 mà nghĩa là nếu nếu mà uống cái này nè thì 좀 hơi hơi cái gì đó nạt ta mà nghĩa là khỏe lên khỏi bệnh hoặc là khỏe lại. 때요. 민 거는 là tính từ 하다이 nói rằng hoặc là nói rằng khi 타쿠하다 nó sẽ thành l 요 이거 먹으면 좀 낫데요. 이거 먹으면 좀 낫데요. 나, 나 혹시 어제 실수한 거없지 나 혹시 어제 실수한 거 없이, 나 혹시 어제 실수한 거 없지? hôm qua hình như là tôi không có mắc lỗi gì đúng không không có bị sai lầm gì đúng không đó tôi hút sĩ hút sĩ thường dùng trong câu hỏi rất là nhiều mà nghĩa là không biết hoặc là hình như hoặc là uh, không biết là cái gì đó ha hút sĩ hôm qua shisu hà tả shisu hà tả mà nghĩa là làm sai làm mắc lỗi gì đó mình có cái định ngữ của động từ thì quá khứ động từ bỏ tà có bà chim thêm in không bà chim ni danh từ chỗ ưn như này mình sẽ dịch là mà đã chỉ cái sự gì đó đã xảy ra trong quá khứ ha chi xuân gõ cái việc mà đã bị bắt lỗi thì ọc chi không có chí động tính từ bỏ tà thêm chiếu phải không đúng không nhắc lại lời nói ha lúc này mình có thể thêm vô bỏ vô tùy theo tình huống là hút chi ở chi chi xuân gõ chi 기억이 안 나요. 기억이 안 나네. 기억이 안 나네. 기억이 안 나네. Tôi không có nhớ gì luôn. Ví dụ hôm qua uống rượu, uống dữ quá, uống quá cần câu luôn. Sau hôm nay hỏi, em hôm qua tao không có bị uh, làm gì sai đúng không? Húc xì ở chế, xí 기억이 안 나요. 기억이 안 나네요. 기억이 안 나요. Tôi không nhớ gì hết. 기억 là tà là mang nghĩa là nhớ cộng thêm an là chữ không thì không nhớ kio kia na nẻo cái nè này là cảm thán thôi mình chỉ đưa vô tình cảm thôi không nhớ gì luôn kio kia na nẻo tamju do do shiragul saun gya tamju á do shiragul saun gya tamju do do shiragul saun gya tuần sau bạn cũng đem cơm hộp theo hả tham chu thả âm là sau chu là tuần tuần sau cộng với danh từ cộng với chữ tô cũng thú si cơ sa Thu á, là cơm hộp và sa là mình gói á gói cơm mình làm cơm á, làm cơm hộp rồi ngữ pháp u tả sa u tả rồi đây là sa sa so rồi un khá un sao un gọi á un un tả là đến u tả là đến thì thủ si ra cứ sau tả là gói cơm hộp rồi đem đến In ừ, nhiên coi ở đây là kết thúc của câu thì quá khứ anh à, à, cái này là thì hiện tại mi anh hiện tại động từ có và chim niên không và chim nên coi ạ coi rồi tiếp tục tham dư đủ thủ ra sau coi tuần sau bạn cũng đem cơm hộp tới phong 너 하는 거 봐서 너 하는 거 봐서 너 하는 거 봐서 xem bạn làm thế nào rồi mới tính ví dụ á trong tình hợp trường hợp tình huống sao đây ừ, ví dụ như là mình con mình nó xin đi ừ, xin mua robot cho nó cái okay, mình nói coi con làm sao nó coi có nghe lời mẹ không rồi con mới mẹ mới tính nó ha nâng gò phà sò nó ha nâng bạn hoặc là mày hoặc là con tùy theo đối tượng mình gọi thôi ha nên gọt. động từ cộng với nên danh từ cái việc mà xem cái mà mình làm phụ tà là xem ao sót rồi xem rồi tính đây là một câu khá rút gọn ha nó ha nên gọt phá xó nó ha nên gọt phá xó nó ha gọt xó 네, 오늘 여기까지만 하겠습니다. tới đây thôi nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nếu có thắc mắc hoặc góp ý nhớ để lại comment bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Anh